Ngày hôm nay mình sẽ cùng các bạn đi tô mò nhé. Và bây giờ chúng ta cùng đi tô mò nào. Trước khi đi tô mò, nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình lượt like và lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và một lần nữa, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng mình cùng đi tô mò nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nha các bạn. Mình tất cả nhớ bạn nhé. Bạn bây giờ mình sẽ tôi một đứa bạn xem nhé. Mày
Let's go em ơi. Let's go em ơi. Rồi. Đấy. Thế tôi màu xong nha các bạn. Hello, xin chào mọi người. Lại là mình đây. Ngày hôm nay mình sẽ chỉ các bạn cách tô màu sao cho đẹp nhất. Và các bạn đừng quên hãy cho mình một lượt like và lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và một lần nữa mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Các bạn bây giờ mình sẽ tô màu cho các bạn xem. Mình sẽ bắt đầu tô này. Paro phải mua. TikTok có paro á? Đời anh ơi, cái tai nghe này có nghe được đâu, nó không nghe được mới ghê chứ. Quay lên lưng. Thank you.
Như vậy là mình đã tao xong rồi nha các bạn.